Hello, xin chào cô bác anh chị em nha. Máy bên em cảm ơn cô bác chị em rất là nhiều. Ngày nào cũng được cô bác chị em mua máy em hộ bên cửa hàng bên em. Thì hôm nay em có về được động cơ này cơ giới cho bác chị em. Em này là 3T80. Tình trạng là máy nguyên zin của bác chị em, hơi hám thì cực kỳ. Vàng lông thì nó hơi chốc nước sơn chút xíu chỗ nắp lắp. Máy nguyên zin chưa bung chưa tháo quá cho em nha. Này 3T80 này 26VS này, dòng tua 2600. Cô bác anh chị em nào đang sử dụng con máy mà nhỏ hơn máy này đó, thì nếu mà yếu quá mua con này để lên rất là êm ha. Dòng dân ma thì nó 3T nó giống giống nhau, cho nên là khi gáp vô thì nó không có bị sai, cho nên là thuận tiện cho quá chị em nào đang chạy động cơ 2T hoặc là 3T75 thì có thể là mình lên 3T80 này cho nó mạnh hơn chút xíu. Cái này ốc tán đều nguyên vẹn quá chị em, không có đụng chìa khóa vô nha, chỉ có nước sơn nó hơi chốc. Này sạc đề nguyên zin ha, 3T80 này. Số máy của nó là 280251. Em đề nổ cho mấy chị em nghe nha. Chân cái là to quá nha, chạy cái là khỏe nha, bên chân cái là to nên máy này cái là lực. Anh em nào mà chạy ghe câu xuồng câu á, đặt con máy lên chạy đã quá em ha, kịch 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 rất là ít tốn dầu. Con này giá cũng mềm quá cho em, mười mấy triệu, rất là dễ sử dụng quá cho em ha. Có bán chị em nào có nhu cầu sử dụng thì ủng hộ giùm em nha. 3T80. Xin chào, hẹn gặp lại các bán chị em video tiếp theo nha.